Hello everyone, hello my dear students. Xin chào các bạn học sinh lớp ba yêu quý. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các con một số từ vựng liên quan đến đơn vị bài học của chúng ta, đó là our names. Okay. Trong phần cô vẫn thường hay giới thiệu với chúng mình trên đề học Quizlet đúng không? Và với đề học này thì cô rất là ưng ý, bởi vì có những cái cách học sẽ giúp cho các con nhớ từ và con học từ rất là hiệu quả luôn. Rồi, chúng ta có từ đầu tiên, đó là từ Name. name. Ok, name. Name. Nice, tên này có nghĩa là tên đúng không? Và chúng ta có từ What? what. What, tên này có nghĩa là cái gì đúng không các con? Ok, của ai đó, của chị mình, của anh mình, của em mình, Your. của bố mình, của mẹ mình, ta nói your. Alright, your. Your. And của chính bản thân con, đúng không? Của cô, khi mà cô My. dùng là từ my. Ok, my. Chúng ta có từ Old. old. Rồi một lúc nào đó, các con có thể nhìn hình ảnh của ông bà các con đúng không? Rồi một lúc nào đó, như cô chẳng hạn, cô cũng sẽ nhiều tuổi hơn, thì cô sẽ old. Alright. Rồi chúng ta có từ year, có nghĩa là năm. Year. Year thì các con nhìn miệng cô giáo này, chúng ta sẽ là cái âm year, là lưỡi của con, răng, tức là lưỡi của con không chạm hàm trên một chút nào, con đẩy lưỡi lên một chút này. Year, year. Ok, year. Right, year. Chúng ta có từ số 6, đó là từ Six. six. Ok. Số 7 đó là Seven. 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 Okay. Next, we have the word Eight. eight. Alright, eight. Số 8, đúng không nào? Chúng ta có số 9. Nine. 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 Và chúng ta có số 10, đó là Ten. ten. Alright. Chúng ta sẽ chuyển sang cấu trúc câu đúng không? Khi hỏi về tên của một ai đó, chúng ta sẽ hỏi là What's what's your name? Okay, what's your name? Và khi các con đưa ra câu trả lời, con sẽ trả lời là my name's Mary, my name's Thúy. Okay, và con sẽ thay thế cái từ Mary bằng chính tên con để con giới thiệu với cả mọi người đúng không? My name's Mary or my name is Mary. Rồi khi con muốn hỏi tuổi của một ai đó thì chúng ta sẽ hỏi là How old are you? how old are you? Thì nếu như buổi trước thì chúng mình nhớ là cô dừng dẫn cho các con là gì? Chúng ta có là how are you? Là bạn có khỏe không? Đúng không? Thì chúng ta có how old are you? Là bạn bao nhiêu tuổi? Và tùy phụ thuộc vào tuổi hiện tại của các con, chúng ta sẽ có 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9, or 10, 11, or 12, or any age. Yeah, and we have the word I'm 8 years old. Alright? I'm 8 years old là cô sẽ hiểu là các bạn lớp 3 ấy, là các con đã khoảng 7 tuổi, 8 tuổi đúng không? Đấy, các bạn nào qua sinh nhật rồi thì con sẽ là 8, còn bạn nào mà chưa đến sinh nhật thì con sẽ là 7, ok? You're 7 years old. Và các con chú ý chúng ta có từ what's, ok? What? Bằng với từ what is. Đây là cách viết đầy đủ của từ what is. Còn viết tắt, viết gọn lại thì cho con sẽ viết là what's, ok? Chúng ta có từ name is, thì gốc của nó là từ names. Alright. Đó là tất cả những từ mà cô giáo, từ và cấu trúc câu cô giáo hướng dẫn các con trong nội dung của bài học liên quan đến phần your name, our names. Ok. Là tên của các con. Thì các con biết đấy, ngoài cái việc chúng ta trả lời là my name's Thúy, thì con có thể trả lời là I'm Thúy, alright, or I am Thúy đều được, đúng không các con? Cô giáo sẽ gắn cái link của cái thẻ học này vào trong phần video, miêu tả video để các con sẽ có thời gian, các con sẽ vào, các con sẽ làm. Và các con sẽ cải thiện phần kiến thức của mình nhé. Alright, thank you very much and see you in the next video. Goodbye everyone.